Ok, chào bạn. Ván đấu này mình đã chơi xong rồi. Ván đấu tấn công rất hay. Xứng đáng được cho vào sách. Đây. Lên mã. Ở đây đen lên mã. Thông thường thì khi để tốt thấp này thì đen chỉ lên mã ở hàng thứ hai này thôi, tức là hàng thứ 7 đối với trắng. Ở đây thì đen lại lên ô F6. Mình tiếp tục tấn công. Đen lên tượng chuẩn bị nhập thành. Nhập thành, mình lên tượng. Mục đích của mình sẽ lên hậu và đẩy tốt. Khi mã chạy thì tượng sẽ bắt tốt và chiếu. Đen lên tốt. Chúng ta thấy là đen chơi một thế trận phòng thủ chặt. Nhập thành. Lên tượng. Đây, các bạn thấy mình lên hậu và chuẩn bị nước đẩy tốt. E5. Ở đây thì đen lại đẩy tốt trước lên D5. Mình đẩy tốt xuống. Đen chạy mã. Mình ăn chiếu. Ở đây thì vua đen ra một nước. Mình đuổi mã. Đen về mã. Ở đây thì mình về mã để phòng thủ tốt, nhưng mà thực chất là để tránh cho đen bắt tượng và tốt. Khi đó thì đen sẽ đuổi xe. Ở đây thì nếu đen bắt tượng và tốt, mình sẽ lấy mã ăn luôn. Trong trường hợp này thì đen lấy tốt để ăn. Mình hãy lên mã để mở đường cho tượng. Ở đây thì đen lên mã phát triển. Ở đây mình đẩy tốt. Nếu đen lấy vua để ăn tượng thì mình sẽ lấy tốt để ăn tốt chiếu, hậu chiếu và sẽ bắt lại mã. Sau đó thì quân tượng này sẽ bắt mã của đen. Và chúng ta thấy là cột F thì mở. Mình sẽ tấn công cánh vua. Trong trường hợp này thì đen lấy mã để ăn tốt. Mình lấy tượng ăn, tốt ăn. Ở đây thì đen lên tốt để đuổi hậu. Trường hợp này thì chúng ta sẽ đi hậu thế nào đây? Nước tốt nhất chính là nước về hậu đây. Vì các ô đen này thì đã có tượng của đen kiểm soát. Bây giờ thì đen lên vua. Có thể là để đưa xe ra. Hoặc lên vua cho chắc cờ thôi. Mình lên tượng. Nếu đen lấy tượng ăn thì mình sẽ lấy mã để ăn lên. Và sẽ ra hậu đây. Chiếu. Ở đây thì đen không ăn. Đen về tượng để có thể là lấy mã để ăn tốt và tượng đuổi hậu. Ở đây thì mình ra tượng. Tấn công tượng của đen. Đen ăn. Và mình lấy mã ăn lên đúng như ý đồ. Bây giờ thì mình sẽ chiếu vào đây. Và đây là nước chiếu hết. Để phòng thủ thì đen ra xe. Mình sẽ lấy xe đây để ăn. Như chúng ta thấy. Về xe. Về vua. Bây giờ thì theo các bạn sẽ đi nước nào để chiến thắng? Có thể các bạn đã nhìn thấy. Đây chính là nước mình đi. Nước quyết định. Đây. Xe H7. Lúc này thì nếu đen vào vua. Vào vua đây chẳng hạn. Thì mình sẽ ăn. Đây là nước chiếu hết. Còn nếu không thì đen lấy xe ăn lên. Mình sẽ lấy hậu ăn. Vào vua. Và đây, đây nước chiếu hết. Thì ở nước thứ đây, nước xe H7 thì đen đã chịu thua. Ok, và đầu tấn công rất đẹp mắt. Cuối cùng chào các bạn.